Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Thanh Khê cho biết, đến nay, địa phương đã ghi nhận 81 trường hợp mắc COVID-19, trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân 12.437 trú tại kiệt 407 Lê Duẩn đã có 78 người mắc bệnh. Qua điều tra dịch tễ truy vết, đến nay, quận Thanh Khê đã tiến hành cách ly 225 trường hợp F1. Sau 5 lần xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, quận Thanh Khê đã thu hẹp vùng cách ly y tế khu vực Tam Giác, các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám. Đối với 3 ca bệnh mới phát sinh tại cơ sở nha khoa Lê Hưng, số 143 Điện Biên Phủ, hiện quận đã tiến hành phong tỏa khu vực này.